Đây là ý tưởng thiết kế sân vận động bóng đá quốc gia Thái Lan của tác giả Zaki Zaki. Sân vận động mới sở hữu thiết kế lấy cảm hứng từ các hoa văn đan tre của Thái Lan, với 4 lối vào chính ở 4 hướng. Trong đó, lối vào ở hướng Bắc và Nam có mái tre kéo dài được liên kết trực tiếp với mái của sân vận động. Mặt tiền với các cấu trúc như mảnh tre đan để gió lùa vào theo điều kiện thời tiết. Logo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan được lắp đặt ở mặt tiền phía Đông và Tây. Về đêm, mặt tiền có thể được chiếu sáng nổi bật. Sân vận động được đặt trên một cấu trúc nâng cao so với mặt đất, nơi có thể trở thành một khu vực để xe rộng lớn. Mái sân vận động với cấu trúc nhẹ, sử dụng màng ITFE. Tính năng có thể thu vào là điểm nhấn của mái tre này. Hai kết cấu mái tre đóng mở sẽ di chuyển về hướng Đông và Tây. Khán đài sân vận động có 3 tầng, với tầng 1 và 2 là các vòng liền mạch, trong khi tầng 3 được phân cách bởi 4 màn hình video cỡ lớn. Các tầng khán đài sẽ được phân chia bởi các hệ thống màn hình LED vi băng. Ghế trên khán đài tạo thành một bức tranh khảm với các sắc thái của màu xanh và trắng. Toàn bộ ghế ngồi là loại ghế gấp hiện đại và tiện lợi. Sức chứa của sân vận động sẽ là 62.000 chỗ ngồi. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt trên cấu trúc thép của mái sân vận động. Sân bóng mới đạt tiêu chuẩn FIFA, có thể tổ chức các trận đấu ở cấp độ cao nhất.